Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Đây em còn hai con đại xi của Italia, dòng mạch đắt hát, công suất 8W một kênh, hai con cuối cùng trong lô. Thì ngày hôm nay em bán xả cho các bác giảm giá luôn. Con đại này lưu ý các bác là nó chạy 28 sò và công suất của nó là 800W một kênh mạch đắt hát. Thì cái lô đại này thì nó về cùng với lại cái lô loa xi mà bên em bán trước đây á. Loa xi đang bán là 12.500.000 đồng một cặp, thì nó đồng bộ luôn. Nó về đồng bộ luôn, nhưng mà loa xi thì bán hết rồi, chỉ còn sót lại hai con đáy này. Thì ngày hôm nay bán giảm giá xả cho các bác luôn. Hôm trước thì bán cho các bác là 4.200.000 đồng một con, thì ngày hôm nay giảm luôn cho các bác, thì còn hai con duy nhất thì để bác nào lấy thì nhanh là để cho các bác là 3.800.000 một con, còn có hai con thôi em giảm giá nhanh, bán nhanh. Duy nhất là có hai con này thôi. Hàng đấy là hàng zin chứ không sửa chữa, toàn bộ đây là hàng zin luôn. Cái nắp này là em tháo ra từ cái hôm trước là hàng về, em chưa đậy vào, và nắp nó nằm bên cạnh này, nằm bên cạnh luôn. Thì đây là hàng xịn, thiết kế rất là đẹp, mặt đây hai con là mặt như nhau hết các bác nhá, đẹp. Hàng này là em bao các bác là chuẩn 100% mà zin. Thì các bác xem cái nội thất của nó này. Thì thứ nhất là con này nó sẽ là sử dụng như chúng ta là toàn bộ đây là nó sẽ đếm sò, là chúng ta sẽ đếm theo chữ này, 1 2 3 4 5 6 7 7 4, 28 sò. Sò trường là gì? Đấy thì chúng ta sẽ đếm, nếu như bình thường chúng ta mà không biết thì con này sẽ đếm lên 32 sò, thì những cái cửa hàng người ta sẽ đếm lên 32 sò. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây, 48 32 sò. Nhưng mà con này thì em tính là 28 sò thôi, tại vì cái con sò này là nó là sò đóng mỡ, nó không nó là bù áp thôi, nó không tham gia vào cái công suất này. Thì cho nên là chúng ta tính 28 sò, và con này là công suất đủ thực của nó là 800W một kênh ở chế độ 8 ohm và chế độ 4 ohm là 1200W một cây. Đấy, tổng công suất con này là 2400W, công suất tối đa của con đẩy này nhé. Đấy, thì các bác biết rằng là đẩy dòng này thì nó mạch cả đắt hát, cho nên là nó rất là bền, dòng này rất là bền luôn. Và cả lô này thì bán không có con nào phải bỏ hành cả. Đấy, bán là còn duy nhất hai con thôi và không có bỏ hành một con nào trong cái lô này cả, cho nên mà các bác biết là dòng này rất là bền, siêu bền luôn. Đấy, toàn bộ linh kiện của nó là hàng xịn cả. Đấy, rồi các bác xem này, toàn bộ những cái linh kiện của nó, hàng của nó này, tụ tiết của nó là chuẩn hết tụ nhôm này, bo bù áp rời này. Đấy, bo bù áp rời hết luôn nhá. Đây, tụ của nó này không con nào lổ lít luôn, phẳng tắp luôn 100%. Đấy, phẳng tắp luôn. Đây, có số luôn, dập số luôn ở trên đích tụ này. Đấy, tụ phẳng luôn. Đấy, nguồn tăng phôi chuẩn của nó luôn. Đây, có cả tem mác này của hãng Nách này. Đây, tụ đây là tăng phôi xịn các bác nhá. Các bác lưu ý là các bác cứ để ý cái tụ nào cái nguồn tăng phôi màu nó có cái tem này, này. Cái tem có cái logo này này. Đấy, là các bác này là tăng phôi xịn. Đấy, hàng này là hàng chuẩn 100%. Nguồn tăng phôi là tầm 20 phân. Đấy, con này là 28 sò chuẩn 100%. Đầy đủ chức năng luôn, đánh nomo, đánh shit te, đánh chọc kênh luôn, đánh vrai, đánh chọc kênh đầy đủ cho các bác luôn. Dây nguồn là kèm theo luôn trong đáy luôn. Đấy, hàng này là hàng xịn. Từ những con chít áp của nó đây là đều là chít áp bi cả. Đấy, mặt phanh nhôm rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này thì chuẩn luôn, sò là zin hết. Rồi, nếu như các bác về nói nhắc lại này, sò là các bác thì kiểm tra zin hết này, từ những cái chân, từ chân sạc, chân sò là không có con nào chấm hàn lại nha, nguyên bản của nó luôn. Các bác về các bác cứ điện thoại các bác soi thoải mái luôn, từ những cái đầu ố này, đấy, từ những con ốc bắt này, không có con ốc nào tét gì cả, chưa tháo luôn, chưa từng tháo luôn. Đây, sò cũ này nó sẽ có những cái ố vàng vàng này, nơi cái keo dẫn nhiệt này, là cho quá trình sử dụng nó sẽ bị. Đây, bên này cũng thế nhá, zin hết 100% luôn cho các bác, về các bác tha hồ các bác soi luôn. Đấy, mặt đẹp, production rồi. Đây là hàng xi, con đấy là tổng công suất nó là 2400W. Đấy, đấy, cái lưu ý là cái này là bên em chỉ nhận cho các bác là bác nào đặt thì bác chuyển cọc cho em trước nhá, em nhận bác nào chuyển cọc trước thì sẽ được, vì là cái này em bán rất là rẻ. Bác để ý là những con đẩy 16 sò đã bán là 3.500.000 đồng rồi, mà con này là tới 28 sò mà 800W mạch class. Nếu như mạch class AB thì sẽ không có cái em sẽ không chơi, nhưng mà con này class hát có bùa áp, cho nên các bác yên tâm đánh rất là khỏe. Đánh một đôi 40 đánh căng đít luôn, hai thậm chí là hai đôi 40 côn 75 đánh căng đít luôn. Dòng này dòng xịn hay. Đấy, đặc biệt là cái dòng này nó rất là hay, cái là nó chạy sò trường, cho nên mà tiếng nó hay lắm. Các bác mua đẩy mà đánh full đánh sò trường là tiếng nó hay hơn. Sò Toshiba. Đấy, cái sò này là cái sò đáng tiền của nó này. Đấy, xin nhắc lại là giá chỉ có 3.800.000 thôi, bác nào lấy thì nhanh nhá. Có hai con, duy nhất hai con, bác nào cọc trước thì được. Đấy, cảm ơn tất cả các bác.